Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của True Smart. Trong thời gian gần đây thì cái tựa game Auto Chess đang làm cộng đồng game thủ vô cùng điêu đứng bởi vì cái tựa game này cực kỳ hot. Và nhận thấy cái tiềm năng của tựa game này thì mới đây nhà phát hành Valve đã tung ra cái tựa game Dota Underlords cạnh tranh với cái tựa game Auto Chess này. Và trong video ngày hôm nay, mình và các bạn sẽ cùng nhau khám phá xem liệu cái tựa game Dota Underlords này là một phiên bản nâng cấp toàn diện hay chỉ là một cái tựa game ăn theo nhất thời thôi. Và chúng ta cùng bắt đầu video ngay thôi nào, intro. Ok, thì cái tựa game này các bạn có thể tải hoàn toàn miễn phí ở trên hai kho ứng dụng, đó chính là App Store và Play Store. Thì cái tựa game này chúng ta các bạn cũng có thể tải trên PC. Và cái tựa game này hiện tại mình có tham khảo, đó chính là cái tựa game này đang ở trong quá trình phát triển. Chính vì vậy chúng ta sẽ gặp rất là nhiều lỗi. Như là cái lỗi đầu tiên thì các bạn có thể chơi game trong một thời gian dài, các bạn chơi nhiều quá thì nó sẽ bị gặp phải hiện tượng, đó chính là bị disk game. Và mình nghĩ trong tương lai tới thì cái tựa game này nó sẽ khắc phục được cái tình trạng disk game này. Và một cái điều nữa ở đây, đó chính là các bạn có thể thấy khi mà các bạn chúng ta vừa mới vào game nhá, cái phím tắt của chúng ta này, cái tựa game này có tiếng Việt và cái nút chơi chúng ta nó bị lỗi phông các bạn ạ. Cái chữ CHI này thì nó là cái lỗi phông bình thường, còn cái chữ ơ chúng ta nó đang bị lỗi phông. Và mình nghĩ trong thời gian sắp tới, sau khi mà chúng ta hoàn thành cái tựa game này xong thì cái game chúng ta nó sẽ có thể hoạt động mượt mà và ổn định hơn rất là nhiều. Và cái tựa game của chúng ta được liên kết với Steam. Chính vì vậy khi mà các bạn chơi game, các bạn có thể chọn đăng nhập bằng tài khoản Steam của mình, hoặc các bạn cũng có thể đầu với máy. Thì mình ở đây mình cũng đang chơi thử các bạn ạ. Đó, và đây chúng ta sẽ thấy ngay đầu tiên khi vào game thì chúng ta thấy toàn bộ những cái tướng của chúng ta được thêm những cái tướng mới của bên Dota vào. Thì toàn bộ những cái tướng bên Dota 2 chúng ta sẽ thấy ở đây, thì những cái hiệu ứng chúng ta thấy dễ dàng. Và một điểm nâng cấp nữa so với tựa game Auto Chess, đó chính là nhà phát hành của chúng ta đã loại bỏ đi rất là nhiều những cái hiệu ứng thừa, những cái thời gian thừa để tựa game có thể chơi nhanh hơn rất là nhiều. Thì ở bên Auto Chess nhá, những cái tướng chúng ta thường nó sẽ thay vì nhảy này, bây giờ nó sẽ đâm thẳng vào luôn như cái hook của Manfi các bạn ạ. Và một điểm nâng cấp đáng giá so với tựa game Auto Chess, thì như các bạn đã biết ở trên Auto Chess nhá, thì khi mà các bạn chơi game có rất là nhiều những cái tướng cũng là cái băng đảng bị yếu, vô cùng yếu luôn, khiến cho cái tựa game này nhiều cái tướng bị lãng quên mà các bạn không bao giờ chơi. So với Dota Underlords thì nhà phát hành của chúng ta đã cân bằng lại toàn bộ tướng và những cái chủng tộc. Thì khi đó các bạn có thể chơi thoải mái hơn với rất là nhiều những cái nâng cấp cải tiến so với Auto Chess. Các bạn có thể thấy tưởng tượng nhá, bây giờ có một tướng quá là mạnh, một tướng quá yếu, các bạn không bao giờ chơi tướng yếu, các bạn chỉ chơi tướng mạnh thôi. Thì khi đó nó sẽ mất cân bằng game. Thì ở đây cái tựa game chúng ta đã được cân bằng lại để các bạn có thể chơi một cách mượt mà hơn rất là nhiều. Thì mình có thể chỉnh trong cái phần cài đặt của mình. Đó chính là cái phần hiệu ứng của chúng ta. Tuy nhiên thì cái máy của mình nó cũng không yếu lắm, thì mình vẫn có thể để được cái đồ họa cực cao. Đó, đồ họa cực cao ở đây. Các bạn có thể thấy, mặc dù mình đã để cái đồ họa của mình cực cao rồi, tuy nhiên thì những cái mình có để ý, những cái tựa game của mình, những cái nhân vật ở trong game nó vẫn không được sắc nét lắm. Một phần là do cái tựa game này hiện tại cũng mới đang chỉ trong một cái phiên bản là Public Beta, để cho người dùng chúng ta có thể chơi trước và chúng ta có thể đăng ký trước những cái tài khoản để các bạn chơi một cách thoải mái hơn. Và mình tin rằng trong tương lai, khi mà cái nhà phát hành chúng ta nó tối ưu lại, thì cái tựa game này nó có thể giúp chúng ta có thể chơi một cách mượt mà và đồ họa đẹp hơn rất là nhiều. Những bạn nào chơi game Auto Chess đều biết các bạn đều gặp phải cái tình trạng cả thế giới chống lại mình, trong khi đối thủ nhận được quá nhiều đồ ngon còn mình nhận toàn đồ cuối bắc. Thì cái tựa game Dota Underlords này, nhà phát hành của chúng ta đã cải thiện lại cái tình trạng rơi đồ ngẫu nhiên hơn rất là nhiều. Thì khi này các bạn nhá, bây giờ chúng ta chơi những cái đấu tướng thường này thì các bạn sẽ nhận được mặc định nhận đến những cái đồ bình thường thôi. Khi mà chúng ta đấu boss thì chúng ta có thể nhận được nhiều đồ ngon hơn rất là nhiều, và khi đó các bạn sẽ không phải gặp phải cái tình trạng mà chơi game một tí mà các bạn đối thủ chúng ta nhận được quá nhiều đồ khủng dễ gây ức chế cho chúng ta. Và vừa rồi là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ tới các bạn về cái tựa game Dota Underlords này. Các bạn nghĩ sao về cái tựa game này? Liệu cái tựa game này có thể xóa ngôi tựa game Auto Chess đang có ở trên App Store và Play Store hay không? Hãy comment ý kiến của bạn xuống bên dưới nhé. Còn nếu như bạn thích video của mình thì đừng quên like và subscribe kênh YouTube của True Smart. Đừng quên ấn follow Instagram của True Smart để xem những video mới nhất nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.